Những ngày qua, bên cạnh thành công vang dội của bố già về mặt doanh thu phòng vé, thì việc xuất hiện một số ý kiến cho rằng Trấn Thành khó gần, không cởi mở khi quay phim tại xóm lao động cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, mạng xã hội lan truyền một số bài viết và video ghi lại phản ánh người dân ở Cù Lao Nguyễn Kiệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra bối cảnh chính của phim Bố Già, cho rằng Trấn Thành và đoàn phim không có sự giao tiếp tình cảm với người dân, không cảm ơn trực tiếp sau khi xong phim. Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, người cùng Trấn Thành thực hiện phim Bố Già, lại chia sẻ một câu chuyện khác về nam nghệ sĩ trong quá trình làm phim. Anh viết, Trấn Thành là một trong những ngôi sao bình dân nhất, hòa đồng nhất với anh em đoàn phim và với người dân xung quanh nhất mà tôi từng làm việc. Thêm cái tính thương người, lo cho bạn diễn hay những người gặp khó khăn. Nam đạo diễn kể, khi chuẩn bị bấm máy phim Bố Già, Trấn Thành nghe tin một nhân sự trong đoàn bất ngờ gặp khó khăn. Anh đã sững sờ và thốt lên, trời ơi, sao thương vậy? Sau đó, nam diễn viên đã giấu mọi người, âm thầm lén lút gửi người đó 100 triệu. Trong khi đó chỉ là người mới vào đoàn phim được ít ngày và Trấn Thành còn chưa biết mặt vì lúc đó phim chưa bấm máy. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng cho biết thêm, chuyện Trấn Thành cho tiền người đó chỉ có người thân người đó mới biết. Tôi biết được vì nghe tổ trưởng của người đó kể lại. Trấn Thành tốt quá, mừng rơi nước mắt anh ơi. Tôi kể lại chuyện này vì hai hôm nay thấy Trấn Thành bị một số kẻ ngậm máu phun người, nói xấu Trấn Thành, đọc những lời nói xấu đó mà tôi giận run người. Anh cũng nhắn nhủ riêng với Trấn Thành, Thành ơi, mình sống tốt, sống đàng hoàng, ắt có ông trời biết và tự lòng mình biết ha Thành. Hiện tại, trước việc Trấn Thành và đoàn phim bị chỉ trích là không cởi mở, mạng xã hội cũng có nhiều luồng tranh luận trái ngược nhau. Một số cho rằng có thể do Trấn Thành vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên của phim nên cần có sự tập trung cao độ. Cũng có một số ý kiến cho rằng với một người thông minh, nhạy bén và được nhiều người yêu mến như Trấn Thành thì việc dành chút thời gian hay vài câu hỏi han quan tâm người dân có lẽ đã khiến mọi chuyện khác đi.